Em chào anh ạ, em là Tâm đến từ NC Network Việt Nam. Anh có thể giới thiệu về bản thân mình cũng như là chức vụ hiện tại không ạ? Tôi tên là Tạ Chí Thành, hiện tại là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Lâm Lợi Phát, là đại diện cho hãng Dongguan Deformat Technology. Vậy thì anh có thể giới thiệu thêm về doanh nghiệp của mình cũng như là các sản phẩm và thế mạnh doanh nghiệp không ạ? Về doanh nghiệp mình là chuyên cung cấp máy, trung tâm gia công và những dành cho ngành khuôn mẫu và ngành gia công hàng chi tiết, và cũng cung cấp luôn tất cả linh phụ kiện về máy móc cho ngành tiện. Thế mạnh bên mình là hầu như là mình chuyên về là làm những lĩnh vực mà dành cho những lĩnh vực mà mình đi tư vấn kỹ thuật một số như là ngành tiện và là ngành phay cho ngành gia công, ngành giết và khuôn mẫu. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Vậy thì bên mình đã từng tham gia FPC các năm về trước chưa ạ? FPC các năm về trước là chưa. Thì năm nay thì bên mình quyết định là tham gia FPC để mà coi cái tiềm năng và cái triển vọng của sau này. Nếu mà có thể, tụi tôi sẽ tiếp tục tham gia FPC nữa. Vâng, cảm ơn. Vậy thì anh có cảm nhận như thế nào về FPC ngày hôm nay? Đối với FPC thì mình nhìn nhận thì đây là một cái triển lãm dành cho tất cả những nhà sản xuất, như là có cơ hội giao thương với nhau để tìm hiểu rõ hơn là họ sản xuất cái gì, mình có thể cung cấp và hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp sản xuất. Cho nên đây là một cái hội chợ, như là một cái triển lãm, cũng là rất là tiềm năng để mà khai thác được giữa người sản xuất và giữa người cung cấp máy móc và thiết bị. Vâng, vậy thì anh nhận xét như thế nào về tình hình giao thương qua 2 ngày đầu FPC ạ? Thì về tình hình giao thương thì mình cảm nhận cũng có một số khách hàng mà cảm thấy cũng có người và đã thăm hỏi bên mình. Thì mình nhận định đây là một cái triển lãm cũng là một tiềm năng để mình khai thác, để mà sang năm mình cũng có thể là tiếp tục quyết định để tham gia hay không là mình sẽ quyết định luôn. Vậy thì anh có kỳ vọng như thế nào khi mà tham gia FPC năm nay? Mình chỉ kỳ vọng là mình từ ban đầu là mình cũng tham gia rất nhiều cái hội chợ triển lãm, nhưng mình thử tham gia FPC mục đích để cho xem cái triển vọng và những cái khả năng và cái tiềm năng mình khai thác được thêm nữa. Nhưng cho đến nay tôi sẽ cảm nhận là cái triển lãm này thì so với doanh nghiệp mình thì nó cũng có cái triển vọng và cái tiềm năng để cho mình phát triển sau này. Dạ vâng, vậy thì anh có thể gửi lời chào và lời cảm ơn tới những người xem video này ạ? Tôi gửi lời chào, chúc sức khỏe tất cả mọi người doanh nghiệp này và tất cả người tham gia triển lãm. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.